Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Một du học sinh Việt rủa xà chúa và cải kết thật bất ngờ. Thành Long mến chào cộng đoàn. Kính thưa mọi người, có thể nói ở Việt Nam có rất nhiều người bị hiểu sai về đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa. Nhưng thật buồn thay, vì bị tuyên truyền sai nên có nhiều người không những không tôn trọng Công giáo mà họ còn ra sức chửi rủa và xúc phạm tới đức tin Công giáo. Câu chuyện sau đây là một ví dụ điển hình nhưng cũng thật đặc biệt. Từ một du học sinh xúc phạm tới Chúa nhưng Chúa vẫn tha thứ và kêu gọi anh chính thức trở thành con cái của người. Lời tâm sự rất hay, mời cả nhà cùng xem tiếp. Mình sinh ra trong một gia đình ba má không có đạo. Bên nội có đạo nhưng đã mất gốc từ đời ông nội. Mình không biết đạo là gì, hồi nhỏ chỉ nghe cô chú kể là ông bà có đạo nhưng chết là hết. Đất thánh giải tỏa bóc cốt đem vô chùa, giờ ai cũng chỉ thờ ông bà, đi chùa không có liên quan tới nhà thờ nữa. Hồi mới đi du học ở Mỹ, mình thấy rất ghét đạo Chúa, hễ bạn bè nào nói tới Chúa là ghét. Ba mà đỡ đầu ở Santa Ana là hai ông bà, gốc người Thụy Sĩ, sùng đạo Catholic lắm. Dù tới nhà thờ nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình tới. Thay vì thế, tối mình tụng kinh niệm Phật, lạy Lương Hoàng Xám, trì chú Đại Bi, cuối tuần tới chùa Giác Viên sinh hoạt. Mà ngộ, cứ mỗi lần tới chùa là ngay quý thầy công kích đạo Công giáo, nói đạo phản khoa học, mê tín, con đừng kêu mấy ông linh mục là cha. Quý thầy nhờ mình dịch tiếng Anh cho mấy em người Việt trẻ lớn lên ở Mỹ hiểu đặng giáo lý khoa học của đạo Phật, mặt đả phá cái đức tin đen tối của Kinh Thánh. Là mình cũng ghét đạo Chúa lắm. Không đạo nào khoa học cho bằng đạo Phật, vì cách đây 2.500 năm trước, Kinh Lăng Nghiêm đã nói rằng Phật thấy 84.000 chúng sanh trong nước, tức đạo Phật đã thấy được vi trùng, đi trước khoa học. Quý thầy, sư thì nói khác, vô trường Mỹ học thì thầy cô nói khác, giáo sư giảng viên ở Mỹ cứ kêu học sinh hãy đọc Holy Bible, tức Kinh Thánh, để được sáng suốt và có lòng nhân đạo thông minh. Nhờ Kinh Thánh, nhờ tổ chức tôn giáo, nhà thờ mà làm cho xã hội Mỹ phát triển, để cao nhân quyền, yêu thương, trọng mạng sống con người, yêu và bảo vệ thiên nhiên, động vật, đồng thời làm tấn hóa xã hội. Đi học sẽ nghe các giáo sư giảng như vậy. Tò mò nên phải tìm hiểu, suy nghĩ trong lòng tại sao đạo Chúa mê tín, phản khoa học mà cả phương Tây họ tin. Tín đồ trong khối Kitô giáo trên 2,3 tỷ, rất nhiều người Công giáo được giải Nobel và rất nhiều giải thưởng cao quý khác. Các nhà khoa học phát minh ra nhãn khoa, di truyền học, huyết học, viễn thông, điện tử, toàn là người Công giáo, Catholica. Kinh Thánh dạy gì? Nhà thờ giảng gì? Mê tín, phản khoa học ư? Chống loài người ư? Quả thật, nhân quyền, dân chủ, bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, yêu động vật, bảo vệ trái đất mà cả phương Tây làm được bắt nguồn từ văn minh Kitô giáo là văn minh phương Tây. Một buổi tối đêm Giáng sinh 2007, lần đầu tiên bước tới nhà thờ chánh tòa New York. Các đoàn, bàn thờ lộng lẫy như cung điện, đàn phong cầm không cần micro hay loa, với dàn ống to bự như cây cột nhà cổ xưa chạy quanh nhà thờ rất văn minh. Linh mục, kính sĩ, giáo dân đi từng đoàn, xếp hàng rất trang nghiêm, cổ kính và lịch sự. Cả đoàn hát như thiên thần, quả thật mình nghe nổi hết da gà, như trên thiên đàng chứ không còn tại thế. Câu chuyện rất dài, ai có duyên gặp mình thì nhất định mình sẽ chia sẻ hầu chuyện này. Trải qua nhiều thử thách chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Hay hẹn hôm nào có thời gian sẽ chép lên đây kể hầu quý vị. Nhiều lần đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ, cầu nguyện, cuối cùng mình đến với Chúa trong ngày lễ phục sinh năm 2008. Tính đến nay là 11 năm hồng ân rồi. Đúng là con đường đến với Chúa vì chửi Chúa. Việc Chúa làm cho ta, ôi vị đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Lưu ý, bài chỉ dành riêng cho đồng đạo đọc. Thích đọc thì like, không thích thì lướt qua,
không comment chửi rủa. Bài không có ý xúc phạm tới tôn giáo, chỉ kể chuyện và nói lên cảm nhận của riêng mình. Hết trích. Tác giả Petrus Jean Baptist. Hình tác giả tại Tòa Thánh Vatican. Dưới bài viết của anh có nhiều người bình luận chúc mừng. Một anh Trần Hoàng Việt bình luận: đọc xong nhớ lại chuyện của chính mình, nhà cộng sản nòi đã từng chửi Chúa, bác đạo, khinh bỉ giáo dân không khác gì người xưa. Đến khi khó khăn cùng cực nhất, Chúa lại hiện diện cứu rỗi và chấp nhận lời cầu nguyện. Giờ đã trở thành một giáo dân, một huynh trưởng. Ngẫm lại mới thấy cuộc đời này không có Chúa xem như hư vô. Bạn Kính Công bình luận: đọc mà xót xa cho những Kitô hữu đạo gốc đang dần xa Chúa, sống như không có đức tin. Bạn Hồng Thu bình luận: bạn là một ông Phaolô của hiện tại, hãy tạ ơn Chúa. Một chị Mai Phan bình luận: mình cũng là tân tòng theo đạo Công giáo cũng năm 2008 như bạn. Trước đây mình không hề thích đạo Công giáo tí nào, vì mình cũng được sinh ra và lớn lên trong gia đình cộng sản. Rồi Chúa đã dìu dắt mình đi theo hướng của Ngài. Bạn bè của mình rất nhiều người là đạo Công giáo. Đang đi tu ở các nhà dòng, các bạn hay rủ mình đi nhà thờ, nhưng mình rất cứng lòng. Đến khi gặp được anh xã nhà mình bây giờ thì tự nhiên tình yêu con người và tình yêu của Thiên Chúa đã được kết hợp hài hòa. Cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã ban cho con và gia đình. Sau khi sinh em bé thứ hai thì mình bị bại liệt, không thể đi, không thể đứng, không thể ngồi và nằm thì cũng chỉ nghiêng một bên. Nói chung là rất thê thảm. Đi bệnh viện khám thì bác sĩ chụp X-quang, MRI vẫn không kiếm được bệnh, bắt mình phải nhập viện để tìm kiếm bệnh. Vì thương con chưa rụng rốn nên mình không chịu nhập viện. Cơ thể mình càng ngày càng thê thảm hơn nữa. Mình chỉ nghĩ đến việc tồi tệ nhất là chết đi cho khỏe người khác vì phải có người phục vụ. Và rồi đến ngày thứ sáu tuần lễ Chúa Thánh thần hiện xuống. Chúa đã chữa lành cho con cách kỳ diệu. Muôn ngàn đời con sẽ ca ngợi Chúa. Cộng đoàn có cảm xúc gì khi xem video cùng bình luận nhé. Nguyện xin Chúa thánh hóa, soi sáng cho nhiều người biết và nhận ra chân lý của Ngài. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.